Chào các bạn, sáng hôm nay là mình sẽ làm chương trình giới thiệu cảng cá Quy Nhơn và cầu Hàm Tử, cái cuộc sống mưu sinh của những người dân xung quanh bến cảng này đã một thời gắn bó với Quy Nhơn. Bây giờ mời các bạn theo chân mình, chúng ta cùng khám phá cảng cá Quy Nhơn và cầu Hàm Tử nha. Rồi chúng ta đi thôi. Khu vực mình đang đi đây là đầu đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Đò đi Hải Bình và Hải Giang. Bạn nào có nhu cầu đi Hải Bình phí là sẽ 5.000 đồng cho mọi người. Chúng ta đi quanh một vòng quanh cảng Quy Nhơn nhé. Ở đây là có các cô nữ đò bằng tay để đưa khách sang những ghe lớn để đi đánh bắt xa bờ. Đấy, đây là những thân cò lặn lội trên biển, đặc biệt ở thành phố Quy Nhơn.
ngoài cần YouTuber đó, ngoài cái này ra. Dạ dạ. Đúng không? Còn khoảng mười mấy phút là xong một bể ấp cho anh. Thì đây bình thường mình hấp cá với mực gì anh? Cá với mực xà. Cá với mực xà. Làm quanh năm suốt tháng mà cái khu của người biển Nhơn mà là biển Bình Định. Bên là có trên đó nằm trên con người riêng con riêng nhưng mà nó quay nó lại định cứ lại vô hết chứ định cứ là vô hết. Trăm độ cầm lò đi lên bao nhiêu năm rồi cậu? We'll be right back.
trả cho em cắn tay lời đắng cay mà em trả cho anh lời cay đắng. Vì trong cuộc tình khá là nhiều bạn vậy, khá là nhiều bạn. Nhưng em đào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ đây xin trốn. Của người dân Quy Nhơn, cái là người dân làm cá, người mua bán và tâm rồi hát ca thùng loa karaoke.